Không, cá bơn quá trời sẽ có cá bơn rồi mọi người. Ngon ghê chưa. Mình sẽ mua cá mú nha mọi người. Ok. Đó, cá mú ngon quá mọi người ơi. Cô đen năng ký lô. À, 3 ký lô cái đấy. À, chờ. Hai, onegashimasu. Ảnh mới là ảnh mới làm cho con cá nó chết rồi mọi người, ảnh bỏ vô cho Quỳnh nha. À, ok, onegashimasu. Đã đi chở cá về rồi đây mọi người ơi. Thì con cá này ở bên Việt Nam mình gọi là con cá mú nha. Thì cá mú có rất là nhiều loại luôn. Đó, hôm nay Quỳnh mua được con này thì nó có trọng lượng là hơn 3 kg. Đó, cái răng ở trong nè mọi người ơi. Siêu ghê luôn. Mình làm thì mình cũng phải cẩn thận chỗ này nè, rất là nguy hiểm ha. Cá mú này á mọi người, thì thường thường thì nó ngon nhất là cái phần là cái má của nó nè, cũng như là cái phần cái này gọi là cái dành môi nha. Thì nó là cái phần ngon nhất của cá mú. Và bây giờ bước đầu tiên á thì Quỳnh sẽ dùng cái bàn cào á, mình cạo vẫy nha, mình cạo cho sạch nha, để một chút nữa mình lóc miếng chi lên, mình chiên lên, mình chấm sốt nó sẽ ngon hơn. Cá sau khi mà Quỳnh cạo vẫy xong, bây giờ thì Quỳnh sẽ lấy luôn cả luôn là cái phần mang ở phía bên trong cá luôn. Quỳnh sẽ sử dụng cái bao tay để mà mình vịn con cá cho chắc hơn nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình cắt cái bụng của nó ra. Thì Quỳnh sẽ cắt ngay chỗ cái phần này, đó là cái phần là cái này gọi là cái chỗ mà để mà nó đi vệ sinh nha mọi người. Rồi mình sẽ cho vào. Bây giờ mình sẽ móc ra. Vậy đi, thì cái phần này á nó làm cho con cá của mình nó sẽ bị tanh lắm đó, cho nên mình cắt mình làm cho nó sạch cái phần này nha, chải nha. Cá sau khi mà Quỳnh làm cho nó đẹp trai đẹp gái lên rồi thì bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt ra thành 2 miếng phi lê nha. Thì cái này thì tùy mỗi gia đình nha mọi người, thì có người thì người ta sẽ là cắt tròn, còn có người thì người ta sẽ để nguyên con người ta chiên. Nhưng mà vì nhà Quỳnh á thì cái bếp lò nó nhỏ đó, cho nên Quỳnh sẽ cắt ra thành 2 miếng phi lê. Quỳnh chiên 2 miếng phi lê riêng, và xương với phần đầu thì Quỳnh sẽ chiên riêng ra nha. Phần đuôi thì Quỳnh cũng sẽ cắt một đường, Quỳnh cũng sẽ cắt luôn cái mặt còn lại của phần đuôi. Trước khi đem chiên á thì Quỳnh sẽ ướp vào đây là một chút xíu muối và tiêu để cho cái vị nó đậm đà. Giấy thấm nước ở đây để cho nó rút bớt nước một chút, mình chiên á thì nó sẽ không bị văng nha. Trong thời gian mình đợi cái chảo dầu bên kia nóng thì nó sẽ rút bớt một ít nước ở trên mình của cá. Cho muối tiêu vào bên trong là phần xương cũng như là phần đầu. Thế thì mình sẽ dùng dao mình khứa lên đây vài đường nha. Rồi mình sẽ chà cho cái phần muối nó lọt vô đây nha. Để tránh chiên cá mà nó không bị văng á, Quỳnh sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để nó hút phần nước nha. Muỗng cà phê bột bắp. Cái phần da mình xuống trước nha. Mình múc dầu bằng dội lên trên. Mình cũng sẽ dớt ra luôn.
chiên luôn là cái phần đầu luôn. Quỳnh sẽ bắt đầu làm nước sốt luôn nha. Quỳnh sẽ cho lên bếp là một ít dầu, sau đó sẽ cho hành tím và tỏi mầm vào. Ớt chuông, thơm, củ kiệu, mỗi loại Quỳnh chuẩn bị 50g Quỳnh cho vào đây luôn. 150ml nước. Tương xíu muỗng Quỳnh cho vào đây là 6 muỗng. Muỗng tương ớt, 1 muỗng tương cà, 2 muỗng giấm, nước tương 1 muỗng, 1 ít bột nêm, bột ngọt, tiêu, đường. Đường này thì mình gia giảm theo khẩu vị gia đình nha. Sẽ cho ở đây là gừng và ớt vào nữa. Bắp mình cho vào, mình cho vào là mình quấy liền luôn để cho cái hỗn hợp của mình nó hơi sệt sệt lại nó mới ngon nha. Đó. Sau khi mà mình cho bột vào thì cái nước sốt của mình nó đặc đặc như thế này nè là được rồi. Mình cho 2 muỗng thôi, cho nhiều quá nó đặc lắm không có ngon nha mọi người. Cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mà mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Mama, vậy sao giờ mẹ ôi hôm nay sao mở được luôn rồi nha. Trời ơi giỏi, đây là cho mẹ. Ừ sao giỏi nha. Hôm nay á thì cái món này mình có thể là mình ăn chung với bún hoặc là cơm nha mọi người. Ở bên đây thì Quỳnh chuẩn bị cho thằng Sa một tô cơm, với lại bây giờ thì Quỳnh sẽ dít ra một ít cho nó ăn nha. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Trời ơi hồi xưa mà mình muốn ăn cái món này là chỉ có đi ăn đám cưới mới ăn được nha mọi người. Con cá này nó thiệt, cho bên Việt Nam thì Quỳnh thấy có vẻ là bán cũng mắc đó mọi người, nhưng mà ở Nhật thì Quỳnh thấy cái giá thì nó đỡ hơn. Rồi mẹ cho sao đó, giờ mẹ xịt nước tương cho. Ăn cơm cá, cá này là cá mú nha mọi người. Cá mú nước tương. Cái này có được cái nào chứ sợ cái nào đem mấy muỗng nha. Xì rồi nó sẽ ngay được là khi rồi nó khi rồi con đợi xíu để con ăn thử xì rồi coi. Xì rồi cũng ngon lắm á, giống y chang à. Cái cá này á nó thật là nó ngon á. Ở Nhật á thì người ta không có làm kiểu này nha, tại vì Quỳnh thèm quá cho nên mình làm kiểu này. Ở Nhật á thì người ta sẽ làm là nấu lẩu, nhưng mà nấu lẩu là chính. Trời ơi nó ngon khủng khiếp mà. Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái phần dưới đây nè, nó hơi cháy cháy nè. Nó đòi ăn cái phần cháy cháy á mọi người. Đó cái phần này nè, đó cái phần này cháy cháy nè anh ba. Ok rồi đó, anh ba ơi. Đó. Ok, rồi. Chị ơi, chị Marina hết rồi. Đây. Sao chị có để tao mua nó? Hết rồi. Dạ dạ. Bây giờ con không ăn đúng không? Không con. Khoan thử thôi. Ôi, cái này. Ôi, cái này. Yêu cái tờ ramen. Ramen đâu? Hết ramen rồi. Ramen sao cái xôi sao? Bây giờ Quỳnh cho nó ăn cái thịt màu trắng, nó cũng ăn đó mọi người. Giờ đòi đi ăn mì. Đó đi đó. Bây giờ lớn mà ơi, không có chịu đủ thứ hết trơn trời á. Nó đòi ăn cái viền ở ngoài của cái con cá. Mà khi mà Quỳnh chế cái nước sốt lên đó, thì cái viền của nó gặp nước sốt nó sẽ không có còn giòn như lúc mà Quỳnh mới làm. Cho nên bây giờ nó cũng không chịu ăn cái viền, và cũng không chịu ăn luôn cái phần thịt bên trong đó mọi người. Làm sao? Trời ơi. Nó
đem mì đến nó đưa cho Quỳnh, nó Quỳnh nấu cho đó mà cho mọi người xem luôn mọi người. Mày sao ăn mì đúng không? Ăn mì. Ăn mì sao đem hồng nguyên bịch mì lên đây cho anh ba? Ăn mì. Oishii desu. Ok, đây 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 đây, mẹ làm cho đây. Đây đây. Đây đây, đây. Đây mẹ nấu cho. Atakai dake. Ok, rồi ngồi xuống đi. Trời ơi. Ngon quá mà. Cái phần mà ngon nhất của con cá là nó nằm ngay chỗ cái phần má nha mà. Phần má của cá cá gì quá cá mú. Công nhận cái vị của con cá này nó khác mà. Ăn cá hồi chuyển qua ăn cá này nó khác liền. Sao? Mà mà khứa vừa xe hả? Đồ Quỳnh hỏi mà. Ăn chung miếng cơm. Trời ơi cái vị ôi thôi là đậm đà nha. Mọi người làm thử theo cách của Quỳnh đi. Cá này thì người ta làm rất là được nhiều món luôn. Mình hết lãi làm à. Hấp Hồng Kông. Thì hấp Hồng Kông hôm bữa Quỳnh làm cá gì không ta? Cá hồng á. Mình làm qua con cá này cũng ngon lắm nha. Quỳnh mua một cái dĩa siêu to mọi người, dĩa hộp xài siêu to. Mới đựng vừa con cá hơn 3kg. Chứ không là không có đựng vừa con cá này. Không có cái chảo nào mà siêu to khổng lồ mà để chiên được con cá này. Ở bên đây mà mấy cái loại chảo mà bự bự á nó ít bán lắm người ơi. Ví dụ đi mà có bán thì chỉ bán cho mấy cái chỗ mà người ta làm quán á, mà mình không biết chỗ mua mà chứ là mua trên web á thì nó toàn là bán mấy cái đồ hàng gia dụng mình xài ở nhà là loại chính thôi. Muốn để nguyên con cá mà chiên chắc phải mượn cái chảo của bà Tân quá. Cái chảo bà Tân thì cái gì cũng vô được. Cái vị ngon khủng khiếp. Em cua tay ba sao đây. À. Cái này á, nếu mà mình không ăn cơm á mình cuốn bánh tráng cũng được nha. Quỳnh ăn cái này anh xã Quỳnh nói á. Quỳnh làm cái món này giống Trung Quốc. Ông nói với Quỳnh á, người Nhật có chỉ ăn lẩu ha. Đúng là đúng rồi, tại bởi vì người Nhật đâu ăn cay đâu mà. Mama fufu shite. Fufu shite. Rồi anh ba, trời ơi. Cái con này là con cá ở trong thịt màu trắng á. Cho nên mình làm chả cá cũng được nha. Nó giống như là mấy con cá như cá rô. Cá ba sa mà. Làm chả cá lên cũng ngon. Mà sang lắm mới mua cá này nha. Tại vì cái cá này á mình thấy nè, bán mắc hơn cá thu nha. Bán mắc hơn cá thu. Rất là nhiều luôn á. Thu hầu như mình đi chợ á, Quỳnh chỉ thấy người ta bỏ vô thùng đá là đã chết rồi ha. Còn cá này đó là còn bơi tung tăng trong hồ. Mama khứa phê xe hả? Trời nó ăn mất mình thổi hoài. Rồi ta thổi đi, giờ bớt nguội á, nguội bớt rồi nó ăn đi. Mama khứa phê xe hả? Không, sao nó. Để mày thổi luôn cho nó mau mau nguội. Đó, sao thổi, sao dở muỗng ra sao thổi. Quỳnh bỏ có một chút xíu ớt mà cay giả mày. Hôm nay mua chúng còn lại ngon mà. Vài bữa nữa
mình sẽ mua con gì nấu lẩu nha, mình cho cái tô cơm này dễ ăn nha, tại vì không có chỗ để mà, cái chỗ để là không được. Chút xíu cơm nè. Rồi. Mình mua cá này về mình nấu theo kiểu lẩu của Nhật á, để chia sẻ cho mọi người cách nấu lẩu của Nhật mà nấu cá này. Ngon trời thần luôn. Cái thịt của nó mà, cái thịt của cá này nó béo, nó dài. Cái cá này ở Nhật á thì nó có rất là nhiều loại nha, nó có luôn rõ hơn cá màu đỏ, rồi cá đen, rồi cá bông, cá mú bông. Cái loại mà mắc nhất là loại màu đỏ nha, hình như mình nhớ không làm là vậy á, biết đúng không ta, hình như mình nhớ không làm là vậy á. Nếu nhà bạn nào mà có hả, ăn xong rồi cho một mình này không thể nào mà xơi hết con này nha. Cái nước sốt chuẩn chuẩn luôn á, là chua cay, có vị hơi hơi ngọt ngọt, rất là đã, giống như là mình đang ăn cá sốt cà, nhưng mà ở đây mình có thêm mấy hộp hộp lên cho nên nhìn nó đẹp ha. Không phải là hộp mà là ba cái thơm rồi củ kiệu, củ kiệu mình ăn cho nó chua chua cho nên thích, kích thích lắm. Món này hồi xưa mình nhớ ở bên Việt Nam mình đang đám cưới nha, là ở dưới là để một cái gọi là gì ta, gọi là bếp, bếp ga, để con cá chờ nó sôi đăng tăng đăng tăng. Đói lắm vậy mà cho cơm ăn. Hôm nay lâu lắm rồi mình mới cho mì nè. Trời ơi, nó đã lắm luôn. Cái này mình đem ra mình nướng theo dạng mà mình nướng nướng bơ mà, nướng bơ tỏi cũng nhức nách luôn. Trời, nó đã. Mình sẽ sáng tới phần cái phần má của cá ăn nha, ngon quá. Ăn tới cái phần gọi là phần dành môi của em đó. Cái này nào ra, cái dầm môi của nó ngon không, tại bên ấy gì mày ăn hết trơn rồi còn ngon bên ấy nữa. Sao sao hấp nước không mày, với cái muỗng nó cho hấp nước không, hấp nước hả, nó hao quy hả, ăn xong nè hả. Cái dầm môi của em đó thiệt rất là kích thích nha mọi người, trời ơi uống nước.
nó ăn nó dai 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 dai. Uống nước đi, uống nữa hả? Ok, nó dai dai giống như là mình đang ăn da heo vậy, nhưng mà cái vị nó béo, nhưng mà nó béo mà bỏ vô miệng nó hơi 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 dai dai luôn. Rồi ăn lên ba, uống lên ba. Trời ơi, có miệng ghê quá chui nè. Nó đi tập về từ mama. Mama ăn xong hả? Mama nó đi tập về từ. Mama ăn con cá đó. Mà ăn con. Nó nuôi được tập về từ nó. À. Nó nuôi được tập về từ nó. Nó nuôi được tập về từ nó. Cá. Nói. Cá sốt chua ngọt. Ủa, cá sốt chua cay. Chua ngọt. Mình ăn hết một nửa con cá. Trời ơi nó non. Sang còn thuốc ăn. Làm gì vậy trời đất ơi. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye.